Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu mọi người một lô máy bãi Nhật nha. Đồng giá là 180.000 một máy nha mọi người. Đồng giá 180.000 một máy. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển tầm khoảng 30-40 tùy vào khu vực giao hàng nha mọi người. Rồi em giới thiệu mọi người cái máy số 1 nha. Cái dòng lô này lô số 3 nha. Lô 3 anh em đọc là 301 nha. 301, 302, 303. Máy mã số 301 nha mọi người. 301. 301 là con không thấy hãng ta. Hai bạc đạn. Cái hãng gì nó bị bay mất rồi. Made in Korea nha mọi người. Cái hãng đó nè. Umzan. Con này size tương đương nó size 3000. 301. Nồi nhôm, tay quay kim loại. Còn size tương đương 3000, 301 nha mọi người. 301. Rồi, máy số 301, đồng giá 180.000 một con. T302. 302 là con Siuta FT35. Size con này tương đương size 2500. Ratio là 4.6. Người xem nha. Thân nồi carbon, tay quay carbon. Made in Korea. Con này con 302. Con máy số 302 nha mọi người. Size 2500. 302. Tới con 303. 303 con Omnip Pesca 7000. Con này size tương đương của nó là size 2000. Made in Korea. Korea nha mọi người. Size tương đương 2000. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Đuôi chuột nha mọi người. Con này con 303. Size nó tương đương 1500-2000. Tùy giờ em đánh giá nha. Nó quay ngược nè. Quay một chiều vượt lên. Rồi con này 303. Ba lẻ bốn là con Siuta FG40. Size con này tương đương của nó là size 3500. 3500. Tất cả em bán này đều đổi tay trái phải đều được nha mọi người. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon luôn. Carbon pha nha mọi người. Ratio 4.6. Sao nhẹ đi. Ratio 4.6. Cước số 4 vô được. Cước số 4 vô được 180m. Cước số 6 vô được 100m. Con này con 304. Rồi 304. 305. 305 là con Tactic Android LG400. Size này tương đương là size của nó size 2500. Made in Korea. Made in Korea, thân nồi carbon pha, tay quay kim loại. Quay êm ghê.
coi con 305 nha mọi người. 305. Tới con 306. 306 con Ryobi GX01 Ratio 3.8. Nồi cặp bonfa thân kim loại. Đổi tay trái phải đều được, tay quay kim loại. Size con này size tương đương của nó là size 3.000, 3.000, 3.500. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Quay êm, nhẹ. Con này con 306 nha mọi người. 306. Ba lẻ bảy là con Megabuster 1000. Size con này size 3.500, 4.000. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Size 3.500, 4.000. Cước số 4 với được 150m nè. 4 bạc đạn, Gatio 5.1, nồi nhôm, Made in Korea, thân tay quay kim loại. Con này con 307 nha. 307. Đổi tay trái phải đều được nha. Ba lẻ tám. 308 là con Ryobi Long Master 1000. Size này tương đương nó là size 3.000. Size 3.000, thân nồi carbon pha, tay quay bằng kim loại. Con này quay êm nha mọi người. Con này 308. Cước số số 4, số 3, số 3 được 140m. Ratio 5.1. Con này 308 nha mọi người. 303 308. Tới 309. 309 là con Daiwa Carbon Pinter 700G. Con này size tương đương, nó size 1000. Made in Taiwan, thân nồi carbon, tay quay bằng kim loại. Con này quay êm nha mọi người. Nồi động, tất cả hoạt động đều ok nha, không lỗi nha. Con này cước số 2 vô được 150m. Cước số 2 vô được 150m. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này size tương đương 1000. Con này 309 nha. 309. Ba trăm mười nha mọi người. Con này là con John Caster, Made in Korea nè. Made in Korea nha. Con này size tương đương, nó size 3.000, 3.500. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Thân nồi carbon pha, tay quay bằng kim loại. Đúng không, tay quay kim loại đúng không ta? Đúng rồi, tay quay kim loại. Tất cả hoạt động đều ok nha. Rồi, con này con số
310. Này còn số 310 nha. Tới con 311. Con này con Shimano Tomoro SS 2000. Size 2000, thân nồi carbon. Made in Korea, tay quay kim loại. Con này con số 311. Rồi, con máy số 311. Con này Shimano, để em gắn cho nghe. Shimano Tomoro SS 2000, size 2000. Mọi chức năng thì ok nha mọi người. 311. Rồi, máy 311, đồng giá 180.000, đồng giá 180.000 con nha mọi người. Tới 312 là Siêuta FT40, thân nồi carbon, tay quay carbon, Made in Korea. Con này size tương đương, nó size 2500. Size tương đương, size 2500 nha mọi người. Đổi tay trái phải đều được. Tất cả máy đều đổi tay trái phải đều được nha mọi người. Con này 312. 312. Là con Long Casting Styler gì nè. Beanmaster GS1000. GS1000. Con này ghi 1000 với size tương đương, nó khoảng 1500 2000 nha mọi người. Cước số 2 vô được 150m. Đó, này tương đương 2000 rồi. Made in Korea, thân nồi carbon pha. Tay quay là bằng kim loại. Con này 313 nha. 313. Ratio 5.2. Rồi, 313. Đồng giá 180.000 một con. Máy 314. Shimano Tomoro SS 1000. SS 1000. Size 1000 nha mọi người. Made in Korea. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Đổi tay trái phải đều được. Ratio 4.2. Cước số 2 vô được 160m. Con này 300. Con này còn 314 nha mọi người. 314. 315. 315 là con SSM SF300. Con này size tương đương, size 3000. Made in Korea, thân nồi carbon pha. Tay quay còn carbon pha luôn. Quay êm nha mọi người. Quay nhẹ. Rồi, con này số 315. Cước số 3 được 150m. Máy số 315. Là con Spin Master
Size con này size tương đương của nó là 3.000, 3.500. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Cước số 0.3 vô được 200m, 0.4 vô được 100m. Cước số 4, cước số 5 vô được 130m. Made in Korea, thân nồi carbon pha. Tay quay là bằng tay quay bằng kim loại nha mọi người. Tay quay kim loại. Nè anh em xem nè. Rồi ta, cái chữ nè. Cái chữ graphite nè, chất liệu carbon pha nha mọi người. Anh em cứ lên Google á, bấm vô chữ graphite là gì là nó sẽ ra cái thành phần của graphite nha. Con này con số 316 nha. 316. Ba trăm mười bảy là Silta FT40 size 2.500, Made in Korea. Đó, thân nồi carbon pha, tay quay bằng carbon pha luôn nha mọi người. Con này con số 317. GTO 4.6. Nha mọi người. 318 là con Shimano Tomoro SS 1000, size 1000. Thân nồi carbon, tay quay kim loại, Made in Korea. Con 318 nha mọi người. Còn con số 18 nha mọi người. Mọi chức năng đi ok nha. Con này 318. Cước số 2 vừa được 160m, cước số 3 được 110m nha mọi người. Rồi. Con số 319. 319 nè, con hãng của nó hãng Diamond nha. Đó, logo của Diamond nè. Con này nó không để thương hiệu Diamond nha mọi người. Nó để chữ này không à. Nó để cái dấu hình nè. Made in Korea, thân nồi carbon, tay quay bằng kim loại. Size này tương đương của nó là size con này tương đương nó size 2.000, 1.500, 2.000. Size tương đương size 1.500. Quay im ghe, im gu luôn. Con này 319 nha. Rồi, 319. Rồi, con số 320 là con Daiwa Carbon Binter 700. Size này size 1000. Made in Taiwan, thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này con số 320. Size tương đương size 1.000 nha mọi người. 321. Con này con Shimano Tomoro SS500, size 500. Thân nồi carbon, tay quay kim loại,
Made in Korea. Cước số 2 vô được 70m, cước số 3 vô được 50m. Con này con số 321 nha. 321. Đồng giá 180.000 con nha mọi người. Con này là Shimano luôn, Tomoro 2000. Thân nồi carbon, tay quay bằng kim loại. Con này size 2000 nha mọi người. Made in Korea. Con này quay nó hơi nặng, anh em về mở ra vô dầu mở nha. Mọi chức năng thì ok, không lỗi nha mọi người. Con này 322. Cước số 2 vô được 180m. Máy số 322 nha mọi người. 323. Con này con Suzumi Marcel 1000, size này size tương đương, nó size 2000. Nó ghi 1000 với size tương đương của nó khoảng 1500-2000, tùy giá anh em đánh giá nha. Made in Korea. Nồi bằng carbon pha, thân kim loại. Tay quay kim loại. Con quay êm nha mọi người, 2 chiều, bật xuống quay cho đâu 2 chiều. Bật lên là 1 chiều. Bật lên. Đuôi chuột nha mọi người. Con này 323. Gatio này nó có một cái lớp di lông nè, mọi người thấy không? Đó. Tháo ra luôn là bóng luôn nè. Đó. Gatio 4.8. Rồi, con 323. Con này Suzumi Marcel 700. Con này size tương đương, nó là size 1000. Size tương đương size 1000 nha mọi người. Quay em gu nha mọi người. Nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại. Nhả đuôi ra. Con này 324 nha. Size tương đương 1000. 324. Rồi. Anh em nào lấy con số máy cứ alo trực tiếp cho em nha. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.